Chào mừng các bạn đã đến với tiết dự bài của dạng Short Answer Questions. Và trong video ngày hôm nay thì Huyền sẽ đi giải lần lượt từng bài ở trong quyển video B của mình. Rồi, đầu tiên đó là câu này đây. Bây giờ cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là đọc câu hỏi và gạch chân từ khóa. Thì mình lưu ý là đây là dạng câu hỏi ngắn, do đó là mình phải gạch chân cái chữ mà hình thành câu hỏi ở đây là what, là cái gì. Cái gì, head to là phải, transfer là di chuyển, ha, bằng với move. Di chuyển từ biển lên cạn nè, rồi di chuyển nè, mình lưu ý nè. Biển nè, rồi lên trên đất liền nè. Trước khi động vật có thể migrate, migrate là di cư. Vậy là cái gì phải di chuyển từ biển lên đất liền trước khi động vật di cư? Rồi mình thử đọc câu này coi. In addition to là ngoài cái gì đó ra. Giả sử có một số chữ mình không biết. Giả sử như vậy để cho nó thực tế đối với kỳ thi thật ha. Giả sử reptiles mình không biết thì birds mình biết nè. Birds là chim nè. Mammals là động vật nè. Rồi vậy thì suy ra những cái này mình nghĩ cũng là động vật luôn. Đây động vật có rồi nè. Mà chúng ta nhìn thấy ở xung quanh chúng ta, other groups, những cái nhóm khác mà succeeded là thành công, out of water là ra khỏi nước. Ra khỏi nước thì có thể nó bằng với di chuyển từ biển mà lên đất liền nè, là ra khỏi nước nè. Những loài khác bao gồm cái gì đây, giả sử không biết, snails là con ốc sên nè. Đó. Rồi, crabs là con cua nè. Vậy là đây vẫn nói về động vật. Rồi, vậy là những loài động vật này nó di chuyển từ ra khỏi nước, có nghĩa từ biển lên nước. Vậy là cái vế này của chúng ta có rồi nè. Đó. Vậy thì cái gì phải di chuyển trước khi động vật di chuyển? Ở đây nãy giờ toàn nói về động vật di chuyển không à? Rồi, nguyên từ đầu cho tới câu này là đều bao gồm động vật di chuyển ra khỏi nước. Vậy thì đáp án có thể nó ở câu sau. But we mustn't forget. Nhưng chúng ta không được, mustn't là không được. Không được quên thực vật. Without là không có. Prior bằng với before. Mình lưu ý nha. Prior này bằng với before. Invasion. Invasion bằng với migrate ở đây. Rồi. Invasion có nghĩa là sự xâm lấn. Sự di cư đi đâu đó. Nếu không có sự di cư trước đó của chúng lên đất liền. None là bằng với no là không. Không có một sự di cư nào có thể diễn ra. Rồi vậy là chúng ta không được quên rằng, chúng ta không được quên thực vật, nếu không có sự xâm lấn trước đó của chúng thì không có một sự di cư nào có thể diễn ra. Vậy thì trước khi động vật di cư thì thực vật nó phải di cư trước cái đã. Vậy đáp án của chúng ta ở đây chính là thực vật. Đó. Và mình lưu ý là khi mà mình làm xong câu nào, mình rút ra một bảng từ đồng nghĩa, một bảng từ đồng nghĩa cho câu đó. Đó, ví dụ như transfer from sea to land thì bằng với out of water, vân vân. Và những cái từ in đậm màu đỏ ở đây là những từ mà mình cần học. Giả sử mình không biết từ nào thì mình gạch chân để mình học từ đó. Và mình lưu ý là mình sẽ phải ghi chú lại tất cả những từ mà mình cần học và mình học từ. Rồi, bây giờ bước sang câu 2. Chúng ta tiếp tục. Which two processes là hai quá trình nào? Vậy đây phải là quá trình. Are mentioned được đề cập. In which trong đó động vật nè. Had to make big changes. Phải có sự thay đổi lớn khi mà chúng di chuyển lên cạn. Vậy thì khi động vật di chuyển lên cạn thì chúng phải trải qua hai quá trình gì? Hai quá trình gì được đề cập? Vậy mình ghi nè. Moving from water to land thì bằng với moved onto land. Đó. Di chuyển từ nước lên cạn nè. Involved là bao gồm. Bao gồm a major redesign of every aspect of life. Major bằng với big. Đó. Redesign bằng với changes. Vậy có nghĩa là sự thay đổi lớn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bao gồm breathing là thở. Reproduction là sự sinh sản, sự tái sinh, sinh sản lại. Rồi, vậy đây chính là hai cái quá trình. Vậy đáp án của chúng ta chính là breathing and reproduction. Rồi, chúng ta cũng tương tự rút ra một bảng từ đồng nghĩa về những cái từ mà mình cần phải học.
Mình có thể dừng video và ghi chú lại tất cả những từ này. Rồi, đến với câu hỏi số 3. Chúng ta thấy là which physical feature là cái đặc tính vật lý, có nghĩa là cái đặc tính bên ngoài của mình á, cái đặc điểm bên ngoài, cái đặc điểm bên ngoài nào. Rồi, cái này có nghĩa là bằng với own, bằng với have, có nghĩa là sở hữu bởi tổ tiên mà Wales lack là thiếu. Giả sử mình không biết Wales là gì đi thì mình có thể dịch là cái đặc tính nào mà tổ tiên của cái Wales có mà cái Wales này nó lại thiếu. Đó, vậy bây giờ mình xem coi Wales đây rồi nè. Wales nè, bà con này, with their close cousins, cousin là họ hàng, vẫn đang nhắc tới họ hàng của nó thôi. Cease to be land, cease là stopped, là không có di chuyển lên đất liền, không có trở thành loài vật đất liền. Mà chúng, marine là biển, habit là thói quen, mà chúng vẫn trở lại với cái thói quen là một cái sinh vật sống ở dưới biển đó. Rồi ancestor được đề cập nè, giống như tổ tiên của chúng ngày xưa. They don't even come ashore, chúng thậm chí còn không tới gần bờ. They do, however, tuy nhiên chúng vẫn breathe là thở, chúng vẫn hít thở không khí. Having never là không bao giờ, phát triển bất cứ thứ gì. Equivalent to là tương đương với cái này. Earlier là tổ tiên ngày xưa, earlier là ngày xưa. Nó bằng với từ ancestors, không bao giờ phát triển cái thứ mà giống như cái thứ này của tổ tiên chúng. Vậy thì con whale này thiếu thứ gì thì chính là gills. Đó, giả sử mình không biết gills là cái gì đi, không biết nghĩa. Rồi, bây giờ mình cần rút ra một bảng từ đồng nghĩa và những từ cần học. Rồi, mình lưu ý là mình phải học từ, ít nhất thì mình phải biết một số cái từ cơ bản thì mình mới có thể làm được. Mình không bắt buộc phải biết toàn bộ tất cả các nghĩa của tất cả các từ. Giả sử như mình không biết từ gills, đó, mình không biết một số từ, nhưng mà mình vẫn có thể trả lời đúng được câu hỏi đó thông qua một số cái từ nhất định mà mình cần phải biết. Ví dụ như những cái từ màu đỏ này đây. Rồi, câu tiếp theo. Rồi, câu này mình có là which animals là con vật nào. Vậy là câu trả lời của chúng ta bắt buộc phải là con vật nè. Mà cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. Thực sự cũng không biết ha. Đó, mà cái này resemble là bắt buộc mình phải biết. Cái chữ resemble là một trong những cái chữ rất phổ biến trong IELTS reading. Nó có nghĩa là trông giống như. Vậy thì cái này là cái con này nè, trông giống như con vật nào. Rồi, mình đi lên đọc. Rồi mình sẽ thấy xuất hiện cái con này rồi nè. Đó, là cái gì đấy của dinosaur, là khủng long nè. Đó, vậy có thể là một loài cái của khủng long nè. With fins and body, với cái gì đấy và cái cơ thể của nó. Rồi vẫn chưa nhắc tới nó giống loài nào. Fossils là hóa thạch ha, mình có thể học từ này. Hóa thạch, look like bằng với resemble, trông giống như. Dolphins là con cá heo. Vậy đọc tới đây là mình cũng biết rồi. Rồi thêm nữa là đây, chúng lived like dolphins, chúng sống giống như cá heo luôn trong nước. Vậy suy ra là con vật nào mà cái con này giống, vậy suy ra là con cá heo đúng không? Rồi, từ đồng nghĩa. Và đây chính là cái từ mà mình cần học. Tiếp theo, for what period of time, trong vòng khoảng thời gian bao lâu. Đó, vậy bắt buộc cái này phải nói về khoảng thời gian. Here là nghe, lost là bị mất. Cái này là bị mất thính lực á, ở trẻ em. Được nghiên cứu, mình nhớ là study, mình biết là học, học hành. Tuy nhiên thì trong reading nó sẽ dịch là nghiên cứu ở New Zealand. Vậy thì trong khoảng thời gian bao lâu cái việc giảm thính lực ở trẻ em nó đã được nghiên cứu. Rồi, mình thấy New Zealand nè. Research là nghiên cứu nè, nó bằng với study nè. Carried out có nghĩa là được thực hiện. Nghiên cứu được thực hiện over 2 decades. Các bạn còn nhớ decades là gì không? Decades là thập kỷ, đây là hơn 2 thập kỷ rồi. Rồi, nói về trẻ em nè, bị ảnh hưởng bởi giảm thính lực. Vậy suy ra cái việc giảm thính lực đã được nghiên cứu hơn 2 thập kỷ rồi. Thì chúng ta lưu ý lại cái giới hạn từ cho phép ở trong cái quyển bài tập
là hai chữ thôi, do đó chúng ta sẽ không lấy cái chữ over này. Rồi, đây chính là bảng từ đồng nghĩa và đây chính là những cái từ mà chúng ta cần phải học. Tiếp theo, chúng ta thấy nè, in addition to có nghĩa là ngoài cái gì đó ra. Ngoài cái noise là tiếng ồn, machinery là máy móc, ngoài cái tiếng ồn máy móc thì what other type of noise có nghĩa là còn có loại tiếng ồn nào nữa mà upset children, mà upset có nghĩa là làm cho người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất là bực tức, mà có cái loại tiếng ồn nào mà làm cho trẻ em mà bị cái gì đấy, mà có cái gì đấy cảm thấy bực mình nè. Rồi mình xem thử coi là tiếng ồn ở đâu. Mình cứ đi scan trong bài nha. Nguyên câu 1 là chưa thấy gì tiếng ồn cả. Câu thứ 2, those experiencing, experience là trải qua, trải qua, disorder là rối loạn. Rồi sound là âm thanh thì có thể nó bằng với noise nè. Such as crowd noise and the noise generated by machinery. Rồi chúng ta thấy là tiếng ồn máy móc nè. Tiếng ồn máy móc đã được đề cập. Vậy ngoài ra còn có loại tiếng ồn nào nữa? Thì chúng ta còn có thêm một loại tiếng ồn nữa nè, là crowd noise. Crowd là tiếng ồn của đám đông. Tiếng ồn của đám đông thường rất là painful và distressing. Painful và distressing nó bằng với từ upset, có nghĩa là làm cho ai đó cảm thấy rất là bực bội. Vậy suy ra ngoài tiếng ồn máy móc, chúng ta còn có loại tiếng ồn nữa là crowd noise. Rồi, đây là những từ đồng nghĩa của nó, và đây là những từ mà chúng ta cần phải học. Tiếp theo, what term? Term là gì? Term là một cái cụm từ nào đó thôi. Cái cụm từ nào hoặc cái từ nào được sử dụng để miêu tả hearing problems, vấn đề nghe, vấn đề thính lực của trẻ mà have not diagnosed. Giả sử mình trong thi mình không biết diagnose là gì đi, không sao, lát nữa mình tìm cái chữ này trong bài thôi là được rồi. It is probably many. Rồi, rồi mình thấy chữ diagnose này, mình thấy không? Đó. Và các bạn nhớ lại cái trong cái lesson số 3, Huyền chỉ cái tiền tố un là tiền tố không. Vậy có phải là undiagnosed nó bằng với not been diagnosed, đúng không? Đây. Rồi, trẻ em nè. Vậy suy ra nguyên cái vế này là chúng ta có rồi nè. Trẻ em không có được diagnosed nè. Exist, tồn tại trong một cái hệ thống giáo dục với cái khả năng invisible. Vậy thì cái cụm từ hay từ nào được sử dụng để diễn tả cái vấn đề thính lực của trẻ em? Vậy thì những cái trẻ em mà bị như thế này, với tồn tại trong một hệ thống giáo dục với ability là có khả năng, disability là nó bị khuyết tật, vậy là nó bị khuyết tật như thế nào đấy? Thì đây chính là cái cụm từ nè. Thông thường cái term này nè, nó thông thường được in nghiêng, được viết hoa, hoặc là được để trong một cái dấu ngoặc ngoặc nháy như thế này. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy đây chính là cái cụm từ mà người ta dùng để miêu tả vấn đề thính lực ở những cái đứa trẻ như thế này đây. Rồi, mình rút ra được bảng từ đồng nghĩa. Tiếp theo là cái câu tiếp theo của chúng ta. What part of the New Zealand Disability Strategy? Strategy là chiến lược. Part ở đây chính là cái phần, phần nào trong cái chiến lược này aims nhằm vào việc đưa cho trẻ em cơ hội bằng nhau. Vậy bây giờ mình đi tìm là cái tên riêng nè. Ở đây có tên riêng nè, New Zealand có rồi, nhưng chiến lược đâu? Đây mình thấy nguyên cái chiến lược nè. Rồi mình có thấy trẻ em hoặc là cơ hội không? Mình đi scan thử coi. Rồi ở đây nó lại có cái cụm từ tên riêng nè. Mình thấy trẻ em nè. Rồi, cơ hội nè. Mình thấy nguyên cái câu này nè là nó chứa rất nhiều từ khóa của câu hỏi, do đó mình tập trung vào câu này trước cái đã. Objective 3, objective là mục tiêu số 3 của cái chiến lược này là để cung cấp cơ hội tốt nhất cho những cái người bị khuyết tật bằng cách là cải thiện giáo dục để trẻ em sẽ có những cơ hội bình đẳng. Vậy thì phần nào của chiến lược nhằm vào mục đích đưa cho trẻ em những chiến lược bình đẳng thì chính là phần số 3. Chiến lược này có rất nhiều phần, có rất nhiều mục tiêu. Thì trong đó cái mục số 3 là cái mục có mục tiêu là cung cấp cho trẻ những chiến lược bình đẳng. Thì objective 3 chính là đáp án của chúng ta. Đây chính là bảng từ đồng nghĩa. Rồi, sau khi chúng ta đã đi vào những cái câu mà rời rạc như vậy rồi
thì chúng ta sẽ đi vào cái bài văn. Thì khi mà đi vào cái bài văn như vậy thì nó sẽ thực tế giống với thi hơn, bởi vì khi vào thi thì mình phải đọc một cái bài văn rất là dài. Rồi bây giờ mình sẽ làm, giả sử đây là cái tờ giấy thi, rồi bây giờ mình sẽ làm bài như sau. Mình sẽ đọc sơ qua về cái tựa đề coi mình hiểu hay không. Một số cái bài thi ấy, người ta sẽ cho mình cái hình đi kèm nữa, ví dụ như cái bài này đi, Stepwells. Rồi giả sử thôi, mình không biết Stepwell là cái gì cả, thì mình nhìn vô đây mình thấy nó có thể nó là một cái công trình gì đấy, công trình xây dựng gì đấy. Rồi sau đó là mình nhìn vào cái câu hỏi bên dưới và mình nhớ khoanh khoanh cái giới hạn từ cho phép. Ở đây mình chỉ được phép viết một một từ mà thôi. Rồi bây giờ mình đi đọc câu hỏi liền luôn. Which part of some stepwells, phần nào của cái stepwells, provided, cung cấp shade là bóng mát ha. Mình nhớ mình phải viết một số từ chính yếu. Phần nào của stepwells cung cấp bóng mát cho con người. Rồi bài này nói về bóng mát, lưu ý. Câu số 7. What type of serious climatic event? Cái loại thời tiết nào? Vậy câu số 7, cái đáp án của mình bắt buộc phải là loại thời tiết. Cái loại thời tiết khắc nghiệt nào took place, diễn ra ở, rồi cái nơi này là cái, lát nữa rất là dễ tìm bởi vì đây là tên riêng, diễn ra ở cái nơi này, được đề cập trong cái bài văn. Rồi, câu số 8, ai? Vậy thì câu số 8 bắt buộc phải trả lời là người. Ai là khách viếng thăm? Visitor là người đến thăm, frequent là thường xuyên. Ai là người tới thăm những cái stepwell thường xuyên ngày nay? Nhớ ha, ngày nay chứ không phải trong quá khứ. Rồi, rồi bây giờ mình đi lên mình tìm câu số 6 là mình tìm bóng mát. Cái gì mà che bóng mát cho con người, cung cấp bóng mát cho con người? Mình cứ đi tìm từ từ thôi, khi nào có bóng mát thì mình dừng lại. Đó, mình sợ từ từ ha. Có well gì rồi đây nè. Rồi. Rồi, ở đây mình thấy có từ shelter. Thật ra rất là khó nếu như mà các bạn không biết từ đồng nghĩa, thì thông qua những cái bài này mình sẽ biết được rất là nhiều từ đồng nghĩa ha. Các bạn nhìn thấy đây, heat heat là nhiệt độ, độ nóng, heat là độ nóng, shelter có nghĩa là che che mát cho ai đó. Vậy chúng ta nhìn nè, đây, chúng, bao gồm cái này, cái mà che cho những vị khách khỏi cái sức nóng. Vậy thì cái này che bóng mát cho những vị khách khỏi bị nóng. Vậy thì đây chính là đáp án, mặc dù chúng ta không biết đây là cái gì cả. Chúng ta chỉ cần biết nghĩa của từ shelter, nghĩa của từ heat là chúng ta hoàn toàn làm được câu 6. Đó, mình lưu ý mình có một cái tip là luôn luôn mình phải mang vào phòng thi thật, đó là dù bài có dài bao nhiêu thì cái đáp án cho cái câu đó mình cứ dự đoán là nó chỉ nằm trong một cho tới hai câu thôi, thì mình bắt buộc phải tìm được một cái câu. Ví dụ như là đáp án cho câu số 6 nó chỉ nằm trong cái câu này thôi nè. Và mình chỉ cần biết khoảng hai từ thôi, shelter với từ heat, là mình đã hoàn toàn làm được cái câu 6 rồi. Đó, mình dịch nè, chúng bao gồm cái pavilion, cái mà che cho những vị khách khỏi bị nóng, thì có nghĩa là cung cấp bóng mát. Vậy đáp án của chúng ta chính là đây. Rồi, vậy là chúng ta đã có đáp án cho câu số 6. Thì chúng ta nhớ là khi đã có đáp án cho câu nào thì chúng ta sẽ ghi số câu ra đây. Ví dụ như tới cái câu này là có đáp án cho câu số 6 và chúng ta sẽ ghi ở đây là câu số 6. Chúng ta ghi như vậy để làm gì? Để chúng ta sẽ scan đáp án cho câu số 7 và câu số 8 ở từ cái câu tiếp theo trở xuống, bởi vì cái dạng này là đáp án sẽ theo thứ tự trong bài. Rồi bây giờ đến câu số 7, chúng ta đi tìm sự kiện thời tiết và chúng ta đi tìm cái vùng này trước cái đã. Southern Rajasthan gì đây đã, chúng ta tìm coi. Rồi, vậy là đoạn A không chứa. Rồi ok, vậy câu này không phải. Tiếp tục đoạn B. Đoạn B phải tìm thấy được cái từ đó cái đã. Rồi, đây mình đã tìm thấy cái từ này rồi nè. Nó nằm ở trong câu này, vậy suy ra mình dự đoán là đáp án dành cho câu 7 là chỉ nằm trong câu này mà thôi. Đó, mình dự đoán như vậy. Để mình chỉ tập trung vào câu này, khi nào mà mình không tìm thấy đáp án trong câu này thì mình mới đi tìm cái câu mà kế đó. Rồi, their condition, condition là điều kiện của chúng không có được giúp đỡ bởi cái gì đấy gần đây. Rồi, nhắc tới cái Southern, cái vùng vùng này, suffer là phải chịu đựng. A year là 8 năm, drought là hạn hán. Cái vùng này phải chịu đựng hạn hán 8 năm, từ năm này tới năm này. Vậy suy ra điều kiện thời tiết nào mà diễn ra ở đây? Hạn hán chính là đáp án của chúng ta. Đó, vậy chúng ta thấy không? Đáp án cho câu số 7 chỉ nằm trong đây thôi nè. Rồi bây giờ mình ghi chú đây chính là đáp án dành cho câu số 7.
Vậy là mình biết là câu số 8 chắc chắn là ở đoạn C rồi đó. Rồi, bây giờ mình xem coi ai là người đến thăm giếng này, à, vào cái step well này ngày nay. Rồi, ngày nay nè, today nè. Rồi, cái step well ở đâu đây? Rồi, cái người nào? Mình rồi, chưa thấy cái gì cả. Tourist, chính là khách du lịch. Flock to có nghĩa là kéo tới, lũ lượt kéo tới đâu đó. Well chính là step well nè. Khách du lịch lũ lượt kéo tới cái này. Đó. Vậy là đây chính là đáp án của mình rồi. Người ở đây chính là ngày nay, chính là ngày nay nè. Khách du lịch lũ lượt kéo tới cái này. Vậy thì khách du lịch chính là người viếng thăm thường xuyên, tourists. Và đây chính là đáp án cho câu số 8. Mình ghi ở đây. Giả sử có câu số 9 và câu số 10 gì đấy đi, thì chúng ta chỉ việc tìm tiếp từ câu số 8 trở xuống mà thôi. Vậy là chúng ta đã giải xong bài này. Chúng ta nhớ là học từ trong câu hỏi, học những từ trong câu chứa đáp án và rút ra một bảng từ đồng nghĩa. Thì đây chính là những cái từ mà Huyền rút ra được cho các bạn rồi. Rồi, mình có thể dừng video lại và mình ghi chú. Bây giờ mình sẽ sang cái bài tiếp theo. Đó là cái bài nói về William Henry Perkins gì đấy. Rồi, đây chính là phần câu hỏi. Bây giờ mình sẽ đi vào, mình làm bài. Rồi, bây giờ mình bắt đầu làm bài. Bài này nói về một cái người nào đó, đúng không? Cái đề bài chính là cái tên. Thì mình biết vậy thôi. Bây giờ mình phải đi vào, mình tìm cái, mình gạch chân cái từ khóa trong câu hỏi trước. Mình thấy nè, trước khi discovery là khám phá, trước cái khám phá của cái anh này, của cái người này. What group in society, nhóm nào trong xã hội? Vậy câu số 8 phải là cái nhóm người nào trong xã hội? Mà purple là màu tím, associated là gắn kết với. Cái nhóm nào gắn với màu tím? Trước khi cái sự sáng chế của cái anh này, sự tìm kiếm của cái anh này nè, thì cái nhóm nào trong xã hội gắn với màu tím? Đó, nói về màu tím. Câu số 9, potential là tiềm năng. Tiềm năng nào mà cái Perkin immediately understand là hiểu ra ngay lập tức? New die. Die là cái gì mình cũng không biết luôn, nhưng mà new là mới. His new die có nghĩa là cái, giả sử mình không biết thì mình khỏi cần dịch, không sao cả. Cái die mới của anh ấy có. Vậy thì cái Perkin hiểu ngay lập tức cái đai mới của anh này, của anh ấy có tiềm năng gì? Đó, câu số 10. What was the name nè. Rồi, tên finally used là cuối cùng được sử dụng. Cái tên nào mà được sử dụng, cuối cùng được sử dụng? Refer to là đề cập tới. Cái màu đầu tiên mà anh này sáng chế ra, invented, phát minh ra. Cái tên cuối cùng được sử dụng để đề cập tới cái màu đầu tiên của anh này. Câu 11. Cái tên tiếp, nhưng mà đây là tên của người. Tên của người mà anh này consulted là xin lời khuyên. Cái tên của người mà cái anh Perkins anh xin lời khuyên trước khi anh thành lập cái gì đấy. Câu 12. Nước gia, quốc gia nào? Vậy câu 12 phải đáp án của ta phải là, đáp án của mình phải là quốc gia. Quốc gia nào mà Carly newly invented color, cái màu mới được phát minh của anh Perkins, trở thành fashionable là rất là thời trang. Ở quốc gia nào mà cái màu trở nên thời trang? Câu 13. Disease là bệnh tật. Cái loại, cái bệnh tật nào mà being targeted by researchers, researchers là nhà nghiên cứu. Vậy cái loại bệnh nào mà được nhắm vào bởi cái nhà nghiên cứu? Có nghĩa là ở đây là bị động. Nhà nghiên cứu đang nhắm tới loại bệnh nào mà sử dụng cái này? Cái này là cái gì mình cũng không biết luôn. Rồi bây giờ mình tìm từ từ. Câu 8 mình chạy đi, mình tìm màu tím với lại cái nhóm nào trong xã hội. Rồi mình cứ scan từ từ thôi ha. Khi nào tới màu tím thì mình dừng lại. Rồi có purple color rồi nè. Rồi có society rồi. Rồi mình chốt câu này lại nha. Đó, đi thi là mình phải chốt một cái câu như thế này lại. Và mình dự đoán đáp án nó chỉ nằm trong đây thôi. Rồi mình đọc thật kỹ. Cái màu tím, cái gì đấy không biết. Costly là rất là mắc, rất là đắt tiền trong xã hội. Tại cái thời gian mà chỉ có the rich là người giàu mới có thể afford, là có khả năng, mới có khả năng mua được. Vậy đáp án cho câu số 8 chính là người giàu, the rich. Rồi mình nhớ lưu ý câu số 8 lấy ra từ đâu thì mình nhớ ghi chú vào.
để mình tìm tiếp câu số 9. Câu số 9 nói về cái new die của anh này. Vậy bây giờ mình đi tìm new die coi. Ở đâu có new die đây? Tìm câu từ đây tiếp theo nè. Có die nhưng mà không phải new die. Rồi, vậy chưa có. Tiếp tục ở bên dưới. Rồi, chưa thấy có. Rồi, đây new die có rồi nè. Rồi, các bạn nhìn thấy chữ có new die nè. Đằng sau chữ new die cũng có chữ head luôn nè. Đó, vậy chúng ta chốt lại là câu này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc thật là kỹ câu này nha. Perkins' reaction to his fight was... Reaction là phản ứng của Perkins cho cái his fight, là cái kết quả tìm kiếm của anh ta, là instant bằng với immediately. Đó. Rồi, recognition là bằng với understand. Có nghĩa là Perkins hiểu ngay lập tức rằng cái new die nó có commercial possibility. Thì mình giả sử mình không biết hai chữ này nghĩa là gì, nhưng mà mình đoán nè, cái tiềm năng nào mà cái new die có. Vậy anh này hiểu rằng new die của anh ấy có cái này, vì đây chính là cái tiềm năng. Rồi, đây chính là đáp án. Rồi, câu số 9 ở đây, tiếp tục câu số 10. Câu số 10 đó là cái tên cuối cùng được sử dụng để nói về cái màu đầu tiên. Rồi bây giờ đi tìm cái tên rồi cái màu đầu tiên coi. Rồi cái tên có rồi nè. Tiếp theo. Rồi cái tên ở đây, known as cũng là một cái cách để nói nêu tên. Vậy suy ra mình chốt là có thể câu này chứ đáp án. Bây giờ mình tìm originally bằng với at first, trái nghĩa với finally. Mình lưu ý nha, finally là cuối cùng, còn originally là ban đầu. Ban đầu anh ấy name, anh đặt tên cho cái đai của anh ấy là cái Tyrian Purple gì đây nè. Đây là tên ban đầu. Nhưng nó sau đó trở nên được biết tới. Known as có nghĩa là được biết tới với cái tên là. Được biết tới với cái tên là. Đây, đây chính là cái tên sau đó. Vậy thì tên cuối cùng mà được sử dụng chính là cái tên này. Tên sau đó được sử dụng. Rồi. Bây giờ, vậy thì đây chính là đáp án cho câu số 10. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 11 này. Tên của cái người mà anh này xin lời khuyên trước khi thành lập cái die work gì đấy. Bây giờ chúng ta xem coi có người nào rồi có cái die work gì không. Tiếp tục từ câu số 10 trở xuống. Rồi chúng ta thấy là ask advice có nghĩa là xin lời khuyên bằng với từ cần giao. Rồi, chốt câu này lại nè. Rồi có die work gì luôn nè. Rồi vậy suy ra chúng ta chốt liền câu này lại luôn. Anh này xin lời khuyên của cái gì đấy tên là Robert Fuller, người mà đảm bảo cho anh ấy rằng cái gì đó. Vậy chúng ta đọc tới đây thôi là chúng ta cũng biết anh này xin lời khuyên của cái ông Robert Fuller rồi, đúng không? Rồi, vậy thì đáp án của chúng ta chính là đây, Robert Fuller. Rồi đây, đánh dấu câu số 11 vào. Câu số 12, ở quốc gia nào mà cái này trở nên fashionable? Bây giờ chúng ta tìm coi coi cái color fashionable có trong bài hay không. Ở đây là không có nè. Tiếp theo, London là thành phố, không phải là quốc gia, do đó bỏ nè. Rồi bây giờ có quốc gia nào không? Ở đây có Pháp, có đề cập đến nước Pháp, nhưng mà có phải là fashionable hay không ha? Cũng có đề cập đến color nè. Rồi để nhắc tới fashionable in that country, chốt hai câu này lại. Hai câu này chứa rất nhiều từ khóa trong câu hỏi. Công ty nhận được cái gì đấy từ cái gì của nước Pháp khi mà cô ấy quyết định cái màu mới như thế nào đấy cô ấy. Và rất sớm thôi, cái này là cái tên của cái màu đó đó. Vừa rồi mình mới làm. Cái màu này là cái gì đấy cho tất cả những quý bà thời trang ở quốc gia này. Ở quốc gia này thì chính là quốc gia được đề cập trước đó, vậy chính là Pháp. Vậy ở đây cái màu trở nên thời trang. Rồi, Pháp chính là đáp án của chúng ta. Bây giờ câu số 13 là cái loại bệnh nào. Bây giờ chúng ta phải đi tìm bệnh tật, đi tìm nhà nghiên cứu và đi tìm cái chữ này đây. Synthetic dyes. Rồi, chúng ta đi tìm ha, tiếp tục. Ở câu này xem có bệnh không. Không có gì bệnh, không có nhà nghiên cứu gì luôn. Bây giờ chạy xuống câu dưới nè. Develop có chữ research thôi, nhưng mà chưa có nhà nghiên cứu. Chúng ta tìm tiếp. Rồi, bây giờ cái chữ này chúng ta thấy rồi nè. Đó, discover. Nhưng mà chưa thấy nhà nghiên cứu luôn. Có nghiên cứu nè. Rồi, chưa thấy bệnh tật gì cả.
die, continue. Rồi, có cái này luôn. Rồi, bây giờ chúng ta phải đọc kỹ. Giả sử chúng ta không biết nghĩa của nhiều từ thì bây giờ chúng ta phải tự đọc cái này vậy. Rất là quan trọng để biết rằng cái synthetic die của cái Perkin này head outcome là có được những cái kết quả vượt qua cái gì đấy, rồi chưa có loại bệnh. Cái die này trở nên vital, có nghĩa là very important. Cái này trở nên rất quan trọng trong nghiên cứu y tế nè, rồi chưa có loại bệnh gì luôn. Ví dụ nè, chúng được dùng để làm cái gì đấy, bacteria là vi khuẩn chứ không phải là bệnh ha. Cho phép, rồi có nhà nghiên cứu đây rồi ha, mình tìm chưa kỹ, có nhà nghiên cứu nè. Cho phép nhà nghiên cứu xác nhận ra, xác định được cái gì đấy. Rồi cái đai này tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ngày nay. Particular, please, their current use có nghĩa là cái việc sử dụng hiện nay của những cái đai này là trong nghiên cứu cho vaccine chống lại malaria là bệnh sốt rét. Rồi, vậy kết quả của chúng ta chính là malaria. Tốt nhất là chúng ta nên học cái cụm từ này, bởi vì cái cụm từ này nó là đề thi thật của rất là nhiều đề reading rồi ha. Rồi, đây chính là một cái loại bệnh. Rồi, vậy chúng ta đã có đáp án cho câu số 13. Và từ đây chúng ta rút được một bảng từ đồng nghĩa và những từ cần học trong câu hỏi, những từ cần học trong câu chứa đáp án. Và đây chính là những cái từ mà chúng ta cần học. Rồi, vậy là chúng ta đã đi xong bài này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Về video sau thì chúng ta sẽ học sang một cái dạng mới hoàn toàn. Thì trước khi mà học sang cái video sau thì các bạn hãy xem lại video này và video trước đó để chúng ta phân tích lại kỹ bài một lần nữa, ghi chú toàn bộ những cái từ đồng nghĩa rút ra được trong cái video này vào quyển vở của mình, cũng như những cái từ mới mà cần học để mình tăng cái vốn từ. Chỉ khi nào mà tăng cái vốn từ thì chúng ta mới có thể lên trình độ, lên band reading nhanh chóng mà thôi. Rồi, và mình hãy nhớ là dù bài có dài bao nhiêu thì dự đoán đáp án nó chỉ nằm trong 1 đến 2 câu mà thôi. Hãy cố gắng tìm ra 1 đến 2 câu đó và phân tích thật kỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.